Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở các cái bài tập ở trong cái phần mà chương 3 này, từ bài 1 tới bài 4, đúng không? Thì thầy đã hướng dẫn cho các em các cái phần về bài tập cũng như là cái kỹ năng làm bài. Và thầy nói là học trò của thầy là khi học ở trường này lúc nào cũng đạt 9 đến 10 điểm, tại vì nó rất là dễ các em ạ. Khi người ta nắm bắt được gọi là cái cơ bản nhất của cái môn học thống kê này thì nó rất là ok. Hả nào? Thì trong bài hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 14 cũng như là bài 15. Hả nào? Rồi, các em cũng nhanh tay nói với mẹ đăng ký vào khóa học online để chúng ta nhận được những cái video mới nhất từ kênh của thầy, và đồng thời nhận đầy đủ cái bộ video của trên kênh của thầy trong khóa học online này, chỉ cần với 200.000 đồng thôi, nó rất là rẻ so với cái việc chúng ta đi học thêm. Đúng nào? Ok, chúng ta đi sang bài 14. Chúng ta đi sang bài 14 nha. 10 đội bóng tham gia một dãy bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với tương đội khác. Câu A, có tất cả bao nhiêu trận trong toàn giải? Thì ở đây thì chúng ta đã làm cái câu này, gần như là chúng ta đã làm rồi đúng không? Làm chưa em? Làm rồi. Ha. Như vậy 10 đội bóng tham gia một ở trong một giải bóng đá, mỗi đội phải đá lượt đi lượt về. 10 đội thì chứng tỏ là có một cái đội là phải chín một đội và 9 đội, thì một đội này sẽ đá gặp 9 đội còn lại, mà lượt đi lượt về sẽ là gì? 18 trận. Mà vì mỗi trận có hai đội đá nên tổng số trận sẽ là gì các em? Đó sẽ là chúng ta lấy 18 nhân cho 2 và chia cho bao nhiêu? Chia cho 2 thì sẽ là 90 trận. Có đúng chưa nào? Cái việc này tính toán sợ của mấy ông cộng tài bóng đá thì nó rất ok, nhưng sợ các em thì chưa hình dung được hết chứ ha. Ta có câu A này, thầy giảng như vậy các em có hiểu không? Đây thầy lập luận này, mỗi đội á đá với mấy đội còn lại nè, mỗi đội là phải đá với mỗi đội đá với 9 đội, đá với 9 đội còn lại, có đúng chưa nào? Cả lượt đi và lượt về á, cả lượt đi lượt về, như vậy thì mỗi đội nó sẽ có bao nhiêu trận? Là sẽ có 18 trận, tại vì một đội thì gặp với 9 đội, mà đá cả lượt đi lượt về thì nó sẽ là đá 18 trận, có đúng chưa nào? Lượt về là đã có 9 nhân 2 là bằng 18 trận. Đây là số trận của một gì? Của một đội này. Các em hiểu chưa nào? Vì mỗi trận thì có mấy đội đá? Mỗi trận có là hai đội đá, thì một đội sao đá được các em? Đó là vì mỗi đội có hai đội đá nên tổng số trận đấu là chúng ta sẽ lấy 18 trận một đội này nhân cho biên tổng số đoạn ra là 10 đội, và đồng thời chúng ta chia cho 2. Như vậy 18 x 10 là 180, chia cho 2 là bằng 90 trận. Được chưa nào? Đó. Chúng ta đi sang cái câu B nhé. Câu B em. Số bàn thắng trong ở các trận đấu của toàn giải được ghi lại ở bảng sau. Hay là số bàn thắng trong các trận đấu của toàn giải được ghi lại ở bảng sau. Như vậy thì ở đây số bàn thắng này 1 cho tới 8, tần số ở đây số đang xuất hiện N80, nghĩa là ở trong đây là 80 trận này, thì cái số bàn thắng nó như thế này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là gì? Hãy vẽ biểu đồ đoạn thắng và nhận xét. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ biểu đồ và đoạn thắng ở cái này nha. Ở đây người ta đã cho x cái số cái giá trị khác nhau cũng như là tần số ở đây rồi, thì chúng ta chỉ việc vẽ thôi. Ta lấy thước nha. Chắc ta ra thầy vặt cổ con gà quá các em. Đây là gì các em? Đây là tần số này. Còn ở đây chính là gì?
đây chính là x, đây chính là số giá trị khác nhau, nghĩa là số bàn thắng này. Như vậy thì ở đây x nó thay đổi là từ 1 cho tới 8 anh em ha. 1 đến 8 luôn. Đây nghe. Như vậy ta 1 2 4 5 6 8. Ở đây là từ bao nhiêu? Cao nhất ở đây là 20. 20 như vậy thì ở đây nên thấy là đây chỉ lên 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8. Như vậy chứng tỏ đây là chúng ta sẽ lấy là một cái là 4 nha. 4, 8, 12. Đây nè, đây là 4 này, 8 này, 12, 16, 20, 24, 28. Được chưa? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? 1, 12. Ở đây dưới đây là 1, 2. Tám ở đây, 1, 12 ở đây nha. Ta nhớ vỉ phải song song đó. Đó. Học toán thì phải từ từ nha, đừng là nôn. 26, nôn là hỏng hết bánh kẹo đấy. Học kỳ 1 vừa rồi chúng ta đạt loại học sinh gì nha. Thầy nói thầy nghe biết được không? Thầy vui với các em chứ. Xin giỏi hay trung bình hay là học sinh tiên tiến ha. Ta phải cố gắng. Mới có năm lớp 7 nó còn cái chặng đường rất là dài đằng trước, phía trước em. 3, 20. Chặng đường dài lắm nha bạn, gian nan lắm. Học là thầy nói rất là khổ. Hồi thầy cũng vậy chứ ha. Ai mà học mà không khổ nha. Thức đêm dậy sớm, bây giờ cũng khổ nè. Khổ với các em nè. Thấy vậy cho 200 nghìn là cái gì đâu các em. Nó chẳng là cái gì hết các em ạ. So với cái mức sống bữa nay thì nói với em 200 nghìn. Cầm 200 nghìn không dám vô quán luôn nha. Vô quán chắc gọi bánh tráng ra ăn xong về. Cái 200 nghìn mà giờ gọi thì chắc không dám gọi đâu. Uống rượu chứ cũng như uống bia thì. Rồi 5, 8. Thầy đang vỉa như này thì chắc có lẽ ai cũng vỉa được rồi, thầy biết. Nên thầy nói vui như vậy cho các em. Chứ không để cái câu chuyện nó bị nhạt đi ha. Thầy làm kênh mới cho cô em. Làm tranh cát, chúng ta vào ủng hộ. Rồi à, 66 em. Đây 4, đây 6, đây nè. 6 chỗ đây ha. Em đặt cái vỉ chứ nào, rất là dễ. Tất cả các phụ huynh mà đang chỉ con em học thì nhìn vào đây cũng sẽ biết ngay, chẳng có những vấn đề hết. 8, 2, 2 thì chứng tỏ là đây, 4 thì 2 nằm giữa ở đây nữa nè. Kênh thầy thì người thật việc thật, chẳng có vấn đề gì gọi là ai nghe ha. Biểu đồ đoạn thẳng đó các em. Biểu đồ đoạn thẳng. Chúng ta đi sang cái câu C nhé. Có bao nhiêu trọng không có bàn thắng?
Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè. Như vậy thì ở đây câu C người ta hỏi các em là có bao nhiêu trận không có bàn thắng. Như vậy ở đây chúng ta thấy là tổng của chúng ta là bao nhiêu trận em? 90 trận. Mà ở đây là tổng cộng nó đá bao nhiêu trận? Có 80 trận. Như vậy thì ở đây là gì? 12 trận thì mỗi trận có một bàn thắng này, 16 trận là có gì? Có hai bàn thắng. Như vậy thì ở đây 90 trận mà nó đá 80 trận là có bàn thắng, chứng tỏ là nó có 10 trận nó không có bàn thắng. Hả nào? Như vậy ở đây câu C chúng ta trả lời và thầy là gì? Có 10 trận không có bàn thắng. Chúng ta thì giải thích được nè. Tổng số trận đấu chúng ta là 90 trận mà ở đây là nó đá 80 trận có bàn thắng, chứng tỏ là 10 trận không có bàn thắng, nghĩa là ở đây là vì đó là 90 trận trừ cho 80 trận có bàn thắng này thì bằng 10 trận không có bàn thắng, được chưa? Câu D. Hiểu vì sao ở đây nó có số 10 chưa nào? Tính số bàn thắng trung bình trong một trận của giải. Bây giờ nó rất là dễ đúng không? Để tính trung bình thì chúng ta sẽ làm và vận dụng theo cái công thức ở trong sách giáo khoa. Các em sẽ lấy là gì? Số bàn thắng nhân tần số. Lấy 1 nhân 12 cộng cho 2 nhân 16 cộng 3 nhân 20 cộng 4 nhân cho 12. Tương tự như thế. Sau đó chúng ta chia cho gì? Tổng số trận đó chính là 80. Được chưa nào? Như vậy chúng ta có này. Trung bình cộng số bàn thắng nè. Là như vậy thì ở đây ta có x trung bình, ta có gì? 1 nhân 12 cộng bao nhiêu em? 2 nhân 16 cộng cho 3 nhân 20 cộng 4 nhân 12 cộng 5 nhân cho 8 cộng 6 nhân 6 cộng 7 nhân 4 cộng 8 nhân 2. Ở đây chúng ta sẽ chia cho tổng của chúng ta là 80. Như vậy x trung bình ở đây chúng ta ghi chỗ này, này. Rồi, được chưa nào? Như vậy x trung bình của chúng ta bằng chúng ta nhân ra, 1 nhân ra là 12 này. 32 60 48 40 36 74 28 82 là 16. Đúng chưa? Rồi. Ở đây chúng ta chia cho 80. Như vậy x trung bình của chúng ta, ta dùng máy tính ta bấm cho nhanh nha. 12 cộng 32 cộng 60 cộng 48 cộng 40 cộng 36 cộng 28 cộng 16. Ở đây nó sẽ bằng là 272 các em nhé. Thế nào? Ta chia cho 80. 3,4 các em. Rồi ok. Nhưng mà ở đây này, thầy nhầm chỗ đây một xíu này. Tính số bàn thắng trung bình trong một trận của cả giải các em. Cả giải chúng ta không phải là 80 trận đấu mà là 90. 90 trận đấu nghĩa là tính luôn cả 10 trận không có bàn thắng các em ạ. Như vậy thì ở đây chúng ta không phải là chia cho 80 các em. Mà đây chúng ta chia cho 90 nè. 90 các em. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy 272. 272 chia cho 90. 3,0 là 3 bàn. Gần bằng 3 kìa. 3 bàn. Nên ta phải đọc kỹ cái đề bài nha. Cả giải. Được chưa? Nó tìm mốt. Câu Y là tìm mốt này. Tìm mốt. Như vậy mốt của dấu hiệu được ký hiệu là chữ M0
Như vậy chúng ta chọn M0 là gì đây? Mod của dấu hiệu nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào cái tần số có giá trị lớn nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là tần số chúng ta lớn nhất ở đây là 20 này. Như vậy chúng ta sẽ lấy giá trị đây là 3. Như vậy mod của dấu hiệu đây sẽ là 3. Đó nè. Như vậy thì M0 của chúng ta đây chính là 3. Được chưa? Như vậy thì chúng ta xem là câu A này. Câu B nha. Câu C này. Câu D thì nhầm một xíu là do thầy lẫn đi, tại vì nó là tính cái số trung bình cộng của số bàn thắng mà trong cả giải thì nó là 90 trận chứ không phải là 80 trận em. 90 trận nhá. Đó. Ok, được chưa nào? Cảm ơn em đã theo dõi hết clip của thầy. Ở cái bài 15 thì thầy sẽ quay và up ở trên kênh Không Công Khai nhé. Chúng ta muốn đầy đủ video của thầy thì phải đăng ký vào khóa học online thì chúng ta nhận được đầy đủ video của thầy được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha.